Tôi vừa mới đặt chân đến Andalusia và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trên mỗi góc phố của Granada đều có giai điệu sôi động lọt vào tai khiến tôi rạo rực. Chúng ta hãy dừng chân một lát. Họ đang chơi gì vậy? Tôi muốn thử hiểu xem sao. Có phải là điệu flamenco không? Những bản nhạc guitar này sẽ dẫn bước cho tôi xuyên suốt cuộc hành trình. Thay vì khám phá các nhà thờ cổ hay các bãi biển đông kín du khách, thì tôi cảm thấy cần phải đi theo những giai điệu này. Xin chào. Có phải đó là điệu nhạc flamenco không? Đúng vậy. Và khi đã trở nên quen thuộc với điệu flamenco, thì tôi sẽ hiểu được điều gì đã khiến cho Andalusia luôn rạo rực như vậy. Xin chào, tôi là Sophie. Tôi đã lên đường cùng Pongo, bắt đầu cuộc hành trình dài. Tôi không nhìn thấy gì, vậy nên tôi sẽ tiếp cận với thế giới xung quanh một cách trực tiếp nhất, cảm nhận bằng xúc giác và cảm giác. Tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các cuộc gặp gỡ, giúp các bạn khám phá thế giới theo một cách khác, bằng cách nhìn thế giới qua cặp mắt của người khác. Granada, thật khó mà bỏ qua được một đám rước. Ngay phía trước đại giáo đường, tôi cảm nhận được bầu không khí của những dịp đặc biệt. Đây là một ngày lễ kỷ niệm, một đám rước truyền thống cho tuần lễ thánh. Tất cả mọi thứ khiến cho tôi cảm thấy tò mò. Đi thôi, chó cưng, thẳng tiến nào. Xin lỗi, tôi đang tìm cánh cổng tha thứ. Có phải đây không? Không, không phải đâu. Đây không phải cánh cổng tha thứ đâu. Thực ra đó chính là cánh cửa màu đen ở bên tay trái, phía dưới kia. Phía bên trái ư? Không, thực ra là bên tay phải của cô. Đi tiếp xuống dưới, bên phải đúng không? Cảm ơn. Các tín đồ bảo tôi đi và hãy xem Kuro, một người chủ lễ rước. Được rồi, ta đi thôi. Chúng tôi đi theo Kuro, người sẽ trở thành hướng dẫn viên của chúng tôi ngày hôm nay. Ngoài việc dẫn dắt 40 người sám hối, thì anh ấy còn dẫn dắt cả tôi và Pongo. Có rất nhiều người xung quanh chúng tôi mà tôi đoán là họ đến để xem đám rước. Kuro dẫn tôi vào trong đại giáo đường. Anh ấy muốn giới thiệu một thứ vô cùng hiếm và được đám đông bảo vệ vô cùng cẩn thận. Cái xe rước, vật tượng trưng cho những khổ hình của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ đi bên cạnh chiếc xe rước. Nó còn được gọi là El Paso. Đây là một vật bằng gỗ được chạm trổ khéo léo. Tôi có thể hình dung ra được qua các khối hình. Nhưng không, còn có một thứ gì đó nữa không thuộc các hình khối đó. Bông hoa gỗ mà tôi cảm nhận được bằng tay khiến cho tôi nghĩ đến những gương mặt. Ồ, vừa rồi tôi đã không thấy được là dường như còn có một câu chuyện khác nữa. Những bông hoa được đặt ở đây để trang trí, nhưng tôi không với được đến phần trên vì không đủ cao. Nó rất nặng nữa đúng không? Đúng vậy, nó cực kỳ nặng. Thế làm thế nào mà đặt nó lên vai được? Có một đòn chạy ngang như thế này ở phía sau gáy để ta đặt nó lên vai gánh. Thế nó ở đâu đó quanh chỗ này phải không? Không, từ từ. Cái đòn gánh đó ở bên dưới. Tôi sợ là cô không chạm tới đó được. Nó khá là cao. À, đây rồi. Được rồi. Người ta đặt nó lên như thế này để gánh. Những người rước xe đã sẵn sàng. Có 40 người như vậy và họ sẽ phải gánh chiếc xe rước nặng đến 2 tấn trên đôi vai của mình trong một lễ rước kéo dài 8 tiếng. Và anh Kuro phát tín hiệu để bắt đầu. Tất cả mọi người đều phải di chuyển cùng lúc và chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng theo họ. Chúng ta hãy cùng chậm rãi tiến lên. Chúng tôi buộc phải di chuyển thật từ tốn về phía trước. Xung quanh tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nhiệt tình đang nóng dần lên.
và tôi, chúng tôi vô cùng vinh dự được dẫn đầu đoàn rước. Chiếc xe rước được mọi người gánh trên vai và tiếp tục di chuyển. Và nó di chuyển khá là nhanh. Thật may là lâu lâu anh Kuro lại cho những người này nghỉ một chút. Ở dưới này nóng lắm đấy. Tôi có thể xem bên dưới đó được không? Được, cô hơi cúi xuống một chút đi. Ồ, dưới này nóng thật. Xin lỗi cho tôi hỏi, gánh cái xe rước này có khó không? Không, không hề. Đây là lần đầu tiên các cậu làm việc này à? Một số người thì là lần đầu, nhưng đa số thì không phải. Điều gì dẫn lối cho cậu làm việc này? Đức tin à? Đúng vậy, đức tin. Đó là động lực chính của chúng tôi. Nào, nâng lên nhé. Zota nào. Mạnh nữa nào. Và giờ đây họ chuẩn bị khởi hành. Chúng tôi cũng vậy. Khi nghĩ đến điều này thì quả thực là tôi khá ấn tượng về việc có 40 người đàn ông ở bên dưới, họ cùng nhau khiêng một thứ nặng vài tấn. Và ấn tượng đó càng mạnh hơn nữa khi tôi phát hiện ra rằng họ chỉ cần có đức tin để làm việc này. Sắp tới có một cái bậc, tôi không hiểu họ sẽ làm thế nào đây. Họ không quá quen thuộc với việc di chuyển mà không nhìn thấy gì. Ở bên dưới cái xe, những người rước không nhìn thấy gì cả. Trong lễ rước này, anh Kuro kiểu như là người chỉ đường cho những người mù vậy. Thế anh hướng dẫn họ như thế nào? Chỉ dùng mỗi giọng nói thôi. Bởi vì họ không nhìn thấy gì cả, nên cách duy nhất để trao đổi với họ là phải hét thật to. Thế nhưng tôi không chỉ có một mình, mà còn có những người khác nữa. Có tất cả 4 người, truyền lặp lại các mệnh lệnh của tôi. 2 người ở phía trước và 2 người ở phía sau. Như vậy thì ai cũng có thể nghe rõ được. Đoàn rước sẽ đi vài km xuyên qua khu vực trung tâm. Còn tôi, sau một hồi hòa mình với đám đông, thì có lẽ tôi sẽ muốn tìm đến với một chút yên bình, tĩnh lặng. Ở Granada luôn có những chỗ yên tĩnh từ nhiều thế kỷ nay rồi. Một thiên đường của sự thanh tịnh, ngự trị trên đỉnh núi. Nó được gọi là Alhambra, cung điện huyền thoại, nằm trên đỉnh núi cao của thành phố Granada. Đô thị phồn hoa và đám đông xô bồ dường như rất xa xôi. Chúng tôi có cảm giác như đang được dạo chơi trong một vườn cây ăn quả. Và tôi lần mò tìm đường, chủ yếu nhờ cái mũi của mình. Ở đây rất nhiều mùi hương dễ chịu, song tôi không biết được là từ cây nào phát ra. Thực sự là rất thơm. Đó là một mùi hương dịu nhẹ, hơi ngọt một chút xíu. Và tôi không thể nào hiểu được là mùi hương đó từ cây nào. Xin chào chị Sophie. Xin chào. Rất vui được gặp chị. Tôi cũng vậy, rất vui được gặp anh. Ồ, tuyệt quá. Tôi đang thích cái cây này mà tôi chưa nhận ra được đó là cây gì. Phải nói là nó rất thơm. Trong tiếng Ả Rập, nó là Narani. Đó là quê hương của cây nam, loại cam đắng, thuộc chi cam chanh, thường hay xuất hiện trong các khu vườn Hồi giáo Ả Rập. Thực sự là rất thơm. Chính mùi hương đã dẫn dắt tôi đến chỗ cái cây này. Đây là một trong những mùi hương mạnh nhất của mùa này đấy. Đây đích thị là hương thơm của mùa xuân. Đúng vậy, hương thơm này có mặt hầu hết ở khắp mọi cung điện Hồi giáo Ả Rập và ở ngoài hiên nhà. Vậy chúng ta cùng vào tham quan thôi. Anh Daniel là chuyên gia về thời kỳ Ả Rập, một thời kỳ được coi là đặc biệt quan trọng trong lịch sử của Andalusia. Trước thế kỷ 13, các quốc vương Ả Rập đã bắt đầu cho xây dựng các cung điện của mình xung quanh các khu vườn này rồi. Tôi muốn đề xuất một vài thứ. Đương nhiên là bình thường thì các khách tham quan không được phép chạm vào Alhambra. Trừ những người bị mù, họ phải có một vài ưu đãi nhất định chứ. Chính xác, có một bài thơ có đoạn như sau. Bàn tay của đấng tạo hóa đã dệt nên một tấm vải.
trông giống như những bông hoa trong vườn, bởi vì có những bông hoa và các loài cỏ ở khắp mọi nơi giữa những chữ cái này, bên trong các hoa văn kiểu Ả Rập này. Vô cùng mềm mại, y như lụa vậy, thật là tinh xảo. Mỗi cái cây đều có ánh sáng xuyên qua. Đây là một dạng nghệ thuật với các chấm nhiều màu sắc pha trộn. Tất cả những hình trang trí này trông giống như ren, trông mịn như thể đã được thêu lên, trông giống như một tấm thảm hoa. Cô sở thử mà xem, có thứ gì đó giống như một ngóc ngách ở bên trong bài thơ nói trên. Thế cái đó có nghĩa là gì? Cái này tượng trưng cho một bình nước. Tại sao các bình nước thường được đặt ở sảnh chờ? Đấy là một cách để nói hoan nghênh. Tôi không thể nhìn thấy cung điện này, song tôi có thể nghe thấy tiếng nước ở khắp nơi. Và tôi cũng cảm nhận được sự mát lạnh của nước nữa. Cứ như thể cung điện kỳ diệu này được xây dựng giữa lòng nước. Cô phải thò hẳn tay vào đó để cảm nhận dòng nước chảy từ trên núi xuống này. Nước quả thật là rất mát và chảy rất đều. Điều này là cực kỳ ấn tượng, làm tôi nghĩ đến các vòi nước phục vụ tắm khoáng. Massage nhẹ nhẹ, không mạnh một chút nào. Một liệu pháp tắm khoáng nhẹ nhàng, nhưng có điều hơi lạnh đấy. Các quốc vương Ả Rập xưa kia rất thích được cái gọi là lời thì thầm của nước vuốt ve xoa dịu, và tôi cũng vậy. Giờ đây chúng tôi đang đi sâu vào trong lòng cung điện. Đột nhiên không có một tiếng động, không có một người nào quanh đây nữa. Nào, chúng ta đang chuẩn bị đi vào trong cung điện. Trước mặt chúng ta là một khoảng sân với hai cánh đông, tây, và đột nhiên chúng ta được ngắm nhìn toàn bộ cung điện qua một tấm gương. Sự thanh tịnh ở đây khiến tôi choáng ngợp, sự tĩnh lặng gần như là có thể chạm vào được. Nếu tập trung vào tiếng róc rách thì thầm của nước, thì ta sẽ không nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Và như vậy thì có thể cho phép bản thân trầm tư mặc tưởng nếu muốn. Điều này khiến tôi nhớ tới, thực sự cũng không hẳn là có thể so sánh kiểu này, song tôi lại nghĩ tới sự thanh tịnh thường gặp ở sa mạc, nơi không có một âm thanh nào hết. Tất nhiên không thể nói được là quanh đây không có một tiếng động nào cả, bởi vì còn có nước ở đây, song nó là một thứ âm thanh liên tục, nhẹ nhàng và yên bình, khiến cho người ta có cảm giác tương tự. Tôi có thể ngồi lại đây hàng giờ đồng hồ bất động để nghe tiếng thì thầm này của nước. Đây quả thực là một thiên đường bình yên, tuyệt đẹp. Tôi sẽ lưu giữ những hình ảnh này bên mình suốt một thời gian dài nữa. Tuy nhiên, khu vườn kỳ diệu Alhambra vẫn chưa thể khiến tôi quên đi nhiệm vụ khác của mình. Đó là tìm ra thứ âm nhạc, thứ nhịp điệu của Andalusia. Tại đây, giai điệu flamenco có mặt ở khắp mọi nơi. Để tìm tòi khám phá cái hồn, nguồn gốc của điệu nhạc này, tôi cần phải đi tới trung tâm của địa phương cổ kính nhất Granada, đó là Sacro Monte. Đây là một khu vực của những người sống trong hang, với những ngôi nhà được khắc vào núi. Ay, yo no te culpo a ti, vete la vida. Đây là vương quốc của những người Zigan và điệu flamenco. Enfari và bạn bè của ông được sinh ra tại đây, tại Sacro Monte. Họ sống bằng những nhịp điệu của Zambra, có nghĩa là buổi tiệc tùng kéo dài cho đến tận lúc bình minh. Y
Điệu flamenco có bản tình ca nào không vậy? Có chứ, nhiều lắm. Tình yêu là điều quan trọng nhất trên đời này mà. Những người chơi nhạc flamenco chủ yếu là người Zigan hay là cả người Tây Ban Nha cũng chơi? Có những người chơi điệu flamenco rất hay mà không phải là người Zigan. Song họ vẫn thiếu một điều nhỏ xíu mà người Zigan chúng tôi thường có. Đó là sự ngẫu hứng ăn sâu trong máu của chúng tôi. Và tất nhiên thì với những người Zigan, điệu flamenco là để hát lên, để nhảy múa và để chia sẻ. Ông Enfari bảo tôi đi đến Keres, thành phố flamenco vĩ đại. Trên đường đi, tôi dừng chân ghé lại một ngôi làng nhỏ có tên là Zahra. Có vẻ như món báu vật của Andalusia đã được tạo ra tại đây. Ít ra thì đó cũng là những gì mà ông Juan nói. Xin chào. Xin chào. Ông là Juan có phải không? Đúng vậy, chính tôi. Tôi là Sophie. Cô rất đẹp. Cảm ơn ông. Ông Juan muốn giới thiệu với tôi thứ bảo vật thực thụ của Andalusia, đó là cây ô liu. Đây là một cái cây rất to và rất già. Nó phải ngót nghét 300 năm tuổi rồi. Ở phía bên tay trái của cô kìa. Cô thậm chí có thể ngồi lên đám rễ của nó vì chúng rất to. À, ra thế, bộ rễ của cây này quả thực rất lớn. Phải nói là khổng lồ. Chúng phải cao đến hông tôi ấy chứ. Những cái cây cổ thụ được định hình qua nhiều năm tháng, oằn mình dưới sức nặng của thời gian và chĩu xuống dưới trọng lượng của đám trái như thế này luôn khiến tôi phải ngả mũ kính nể. Tôi sẽ không dùng từ dịu dàng, mà chắc chắn là cái cây này đòi hỏi người ta phải kính trọng rồi. Và ông Hoan đang muốn tặng tôi một món quà dễ thương. Cô xem này. Ở đây có một cái máy kéo. Cô có thể đặt chân lên đây, lên chỗ bánh xe này để leo lên. Được rồi, xin mời. Tôi không biết liệu có thể đi xa được hay không, nhưng dù sao thì tôi cũng đã ở trên chiếc máy kéo rồi. Thế nó hoạt động thế nào nhỉ? Đó là một giây phút đáng nhớ. Tôi đang ngồi trên chiếc máy kéo. Nếu muốn tiến thì tôi phải làm thế này. Nào đi thôi. Và tôi đã làm được điều đó. Điều tồi tệ nhất là tôi đã làm được điều đó ở miền quê. Tóc của tôi chạm vào cây cối. Tôi đang vui sướng như một đứa trẻ. Với tôi thì việc lái một chiếc máy kéo là một điều rất vui, vì tôi là con gái một người nông dân mà. Tôi như được sống lại tuổi thơ của mình với vô số kỷ niệm ùa về, mà ở đây còn rất thơm nữa chứ. Tôi xuống trước đây, cô sẽ đi theo tôi chứ? Ồ vâng. Đến tận cùng thế giới. Trong phòng ép dầu, ông Hoan mời tôi nếm thử một thứ rất lạ đời. Một cốc dầu ô liu kiểu cổ điển. Được rồi, để xem nào. Cô rót vừa đủ một ngụm vào trong cốc và lắc lắc để khi ghé mũi vào thì ngửi được hương thơm của dầu ô liu. Sau đó thì cô nhấp một ngụm nhỏ vào trong miệng và cho nó chạy khắp xung quanh lưỡi của mình. Ta phải lắc lắc cái cốc như thế này để hương thơm sộc lên mũi và hít toàn bộ. L'inspirer.
nhấp vào rồi cho nó chạy quanh miệng, lưỡi và vòm họng. Thực sự là rất ngon đấy. Đây là thành phố của những quý bà xinh đẹp và của điệu flamenco. Đúng vậy, và cũng có những quý ông rất đẹp trai dễ mến nữa chứ. Quizás, quizás. Gracias. Muchas gracias. Allez, Pongo. Đi thôi, Pongo. C'était bien agréable. Đi chứ. Ở đây thật dễ chịu đúng không? Chúng ta có thể ở mãi không chán, nhưng đến lúc phải lên đường rồi. Jerez vẫn đang chờ chúng ta đấy. Chúng ta chỉ dừng chân tại đây một chút xíu trên đường tới Jerez mà thôi. Đi thôi, Pongo. Jerez nằm cách Granada 300 km, chính là quê hương của flamenco. Trước hết, tôi cần phải trang bị cho mình một thứ đã, bởi vì để nhảy múa thì điều quan trọng nhất là một đôi giày. Cô hãy nghe âm thanh mà nó tạo ra chỉ bằng cách dậm gót xuống mà thôi. Chị bán hàng Fatima muốn đưa tôi đến nhà một trong những vũ công giỏi nhất Jerez. Chúng ta đến nơi rồi. Đây là trường của Maria de Mar. Cô nghe thấy tiếng gót giày dậm xuống sàn không? Maria Moredo de Mar là một trong những giáo viên flamenco nổi tiếng nhất. Chị đã đi vòng quanh thế giới để trình diễn môn nghệ thuật này của mình. Xin chào Sophie, cô khỏe không? Ồ, con chó ngoan. Mày sẽ nhảy điệu flamenco đầu tiên nhé. Cô đã chọn được trang phục cho Sophie chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên của cô đấy, Sophie. Mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô phòng thay đồ. Vâng. Ta đi thôi. Ok, on est parti. Si, porque te voy a enseñar el. Đi nào, chó cưng. Jean-Michel, tu la suis? Đi theo bà ấy đi. C'est bien. Tốt lắm. Ok. Đây sẽ là buổi học flamenco đầu tiên của tôi. Tôi chưa bao giờ khiêu vũ cả, và thường thì tôi cũng không quá say mê bộ môn này. Song tôi nghĩ sẽ rất vui nếu chơi trò này, và chắc chắn là mọi người cũng sẽ rất vui. Sophie thế nào rồi, sẵn sàng chưa? Thật đúng là một người đẹp đấy. Mời cô theo tôi. Hãy giữ con chó nhé, cho nó chờ ở đây đi. Sẽ rung lắc mạnh đấy. Xin lỗi Pongo, mày không được phép vào đây rồi. Sophie, chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên phải nói là điều cơ bản nhất khi nhảy flamenco chính là nhịp điệu. Phải nghe được tiếng đàn guitar. Mario no está aquí, que está la guerra de Francia. Đó, chính là nhịp điệu đấy. Cô đã hiểu rồi đấy. Tôi nghĩ điệu flamenco chính là một phần của lịch sử văn hóa của chúng tôi. Song nó cũng chạm được vào các cảm xúc phổ quát. Nỗi buồn và tình yêu là những thứ rất dễ nghe ra trong điệu flamenco đúng không? Đây là loại nhạc phổ quát, bởi vì đây là loại nhạc của cảm xúc. Còn bây giờ, một điều cực kỳ quan trọng nữa. Chúng ta sẽ phải bắt đầu tìm phong cách. Cô không, đừng động đậy nhé. Cô cứ thả lỏng. Không việc gì phải lo lắng cả. Thực ra là tôi quá tập trung để tránh không làm sai. Thoạt đầu thì có vẻ dễ,
Xong đến khi phải bắt được nhịp điệu và di chuyển đôi chân theo nhịp thì không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Tôi nghĩ trông đơn giản thế, chứ thực sự vô cùng phức tạp. Điều này khiến tôi nhớ lại lần đó tôi tập chèo thuyền. Các bạn nghe thấy chèo thuyền chắc sẽ nghĩ là dễ ợt, chỉ việc dùng chân đẩy và tay kéo. Xong thực tế thì phức tạp hơn rất nhiều, phải mất hàng giờ đồng hồ mới làm đúng động tác chuẩn đấy. Đây là một món quà để cô không quên tôi nhé. Và cô có thể tặng nó cho người mà cô yêu quý. Nào, chúng ta cùng đi thay đồ thôi. Đi thôi nào. Với Maria, flamenco cũng giống như tiệc tùng vậy. Andalusia để lại cho tôi ký ức về tiếng thì thầm của nước, mái tóc bay trong gió khi lái máy cày. Song điều đặc biệt nhất chính là khối năng lượng và niềm đam mê mà một người phụ nữ dành cho thứ âm nhạc của cảm xúc.